Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành NAPK. Và với bản cập nhật 1.81 thì chúng ta chào đón một vị tướng mới của hệ ánh sáng các bạn. Và ngôn ngữ thiết kế các bạn nhìn sơ sơ qua là con này nó là bị hắc hóa theo thiên hướng người địa ngục ha các bạn. Đó, nó có màu đặc trưng của người địa ngục. Rồi, và vị tướng của chúng ta là theo tướng trí tuệ gây sát thương theo dạng phép thuật các bạn. Và đây là tướng pháp sư và vai trò chính là sát thương bạo phát. Sát thương bạo phát nha các bạn, rất mong chờ là một con cây ri mới của hệ ánh sáng. Giờ chúng ta sẽ đến với kỹ năng đầu tiên. Cuồng nộ bóng tối. Scarlet giải phóng năng lượng bóng tối vào chiến trường, gây tối đa 12 đòn tấn công. Và mỗi đòn tấn công có thể gây được 190% sát thương lên một mục tiêu địch ngẫu nhiên. Và khi cái địch bị đánh trúng sẽ nhận một tầng lì nguyền rủa độc khí bóng tối và kéo dài trong vòng 5 giây và có thể tích 5 lần các bạn. Nó kỹ năng này có 20% cơ hội đánh trúng mục tiêu đồng minh nhưng sẽ không gây nguyền rủa độc khí bóng tối. Và tăng mát thì nó chỉ còn có 5% cơ hội tấn công mục tiêu và đồng minh thôi các bạn. Nói chung là nó bắn lộn xà và có khả năng trúng cái đồng minh mình luôn. Chung là một khả năng tự hủy, bóp luôn kia địch lẫn bóp luôn team mình. Nhưng mà chỉ 5% cũng là khá ít các bạn. Rồi để mình phân tích xíu ha. Nó bắn tới 12 đòn tấn công, nó gây 190% sát thương lên một đòn. Tuy nhiên các bạn lưu ý ha, cái sức sát thương như thế này thì khi mà tấn công đối với những con quái mà trên lực chiến nhiều, trên cấp độ nhiều thì sát thương nó sẽ là không có cao các bạn. Cái mốc sát thương mà nó thật cao trên nhiều thì nó bỏ qua phòng thủ của kẻ địch thì nó mới gây được đam to. Còn cái này nếu mà đam nhiều lần nhưng mà sát thương ít thì mình nghĩ nó gây lên những kẻ địch mà trên level nhiều sẽ thấp. Rồi, kỹ năng đầu tiên, trụy lạc ảo mộng. Nếu mục tiêu phi địch bị nghiền rủa 5 tầng độc khí bóng tối, họ sẽ tiến vào trạng thái trụy lạc ảo mộng. Không thể di chuyển hoặc dùng kỹ năng khi bị suy yếu, tức là nó bị suy yếu các bạn. Có thể nói một cách khác theo cái kiểu tiên hiệp đó là bị rơi vào ảo cảnh ha. Và khi cái địch bị nghiền rủa nhận một hoặc nhiều tầng độc khí bóng tối, mỗi tầng sẽ giảm 15% chữa lành đã nhận. Ở cấp 3, khi phi địch trong trạng thái trụy lạc ảo mộng sẽ mất 80 điểm năng lượng mỗi giây. Và cấp 4, thời lượng của độc khí bóng tối tăng lên 7 giây. Rồi, kỹ năng thứ 2, hấp thụ bí ẩn. Scarlet sẽ hút 10% máu tối đa từ tất cả các mục tiêu trong phạm vi. Và giá trị hút không thể vượt quá 600% hiệu quả tấn công của ấy. Và mỗi lần cô ấy hút máu từ mục tiêu, cô ấy sẽ hồi 80 điểm năng lượng. Thì nó hút máu, nó hồi năng lượng dẫn tới cái việc mà nó nổ nhanh. Khi mà nó nổ nhanh thì làm cái địch sẽ bị cái này các bạn, trụy lạc ảo mộng nè. Bị tích cái tầng độc khí xong rồi rơi vào trụy lạc ảo mộng. Cơ bản đây là một chuỗi combo. Để mình xem chiêu cuối nữa, xem tự chủ combo nó như thế nào nha. Và sau khi hút HP từ đồng minh, Scarlet sẽ dần dần chữa lành cho đồng minh trong vòng 3 giây tiếp theo bằng với lượng giá trị đã bị hút. Ở cấp 3, với mỗi mục tiêu bị hút HP, Scarlet sẽ hồi 120 điểm năng lượng. Nó hút kể cả đồng minh lẫn kẻ địch nha các bạn. Ở cấp 4 là khi chúng ta nâng ấn lên 30. Mục tiêu đồng minh bị hút máu sẽ được số phần lớn hiệu ứng debuff phải chịu. Và mỗi lần Scarlet loại bỏ thành công hiệu ứng debuff của đồng minh, cô sẽ nhận thêm 60 điểm năng lượng. Đây là hiệu ứng của ấn 30. Cơ bản thì chuỗi combo của vị tướng này liên quan tới việc phục hồi nhanh năng lượng để liên tục mà xả đạn các bạn ha. Hào quang bóng tối, kỹ năng thụ động, kỹ năng thứ ba của cô ấy. Mỗi khi HP của bất kỳ mục tiêu nào trên chiến trường thấp hơn 15%, hào quang bóng tối sẽ xuất hiện dưới khu vực tập trung nhiều kẻ địch nhất. Và sau đó mục tiêu sẽ được dịch chuyển vào trung tâm hào quang bóng tối và nổ tung. Mục tiêu và tất cả các quân địch hào quang bóng tối sẽ nhận sát thương tương đương 80-20% hiệu quả tấn công của Scarlet. Hiệu ứng này chỉ có thể kích hoạt một lần mỗi 20 giây. Và ở cấp 3 là kích hoạt mỗi 15 giây. Ở cấp 2 15 giây, cấp 3 sát thương tăng lên tới 920%. Đây rồi các bạn. Ở cấp 4, quân địch bị trúng đòn này sẽ giảm 70% phục hồi năng lượng trong vòng 10 giây. Này là ấn 60 nha. Rồi đây các bạn, cuối cùng đã ra một cái kỹ năng xứng đáng với cái vai trò của nó là sát thương bạo phát. Như này mới gọi là sát thương bạo phát này các bạn. Sức sát thương tới 920% nó còn kinh khủng, to hơn kỹ năng nụ của con Ensoma mà có con Abedo boost kèm với 3 con không gian theo kèm luôn các bạn. Sát thương này cao hơn cả sát thương của con Ensoma, kể cả con Safiya nổ quả cầu để kinh khi cũng không bằng nha các bạn. Sát thương này là sát thương hiện tại đang là cao nhất game rồi đó. Rồi, sát thương của Scarlet, kỹ năng nội tại thì hiện tại nó đang là cao nhất game rồi đó các bạn. 920% rất là kinh khủng, để mình xem kỹ năng này nó kinh khủng tới đâu. Tuy nhiên nó có một cái giới hạn, đó là kích hoạt mỗi 15 giây.
Tại vì khi vào trận chiến các bạn sẽ là 1 phút 15 giây và nghĩ nó sẽ kết hợp ở các mốc như sau. 1 phút chẵn nè, rồi phút 45, phút giây thứ 45, giây thứ 30 và giây thứ 15. Nó sẽ kết hợp được trong những cái trạng thái nha bạn. Giới hạn số lần, số lượng ha. Với lại nó giới hạn cái thời gian kích hoạt. Chứ không mà nó xả thoải mái thì có nứt toan các bạn. Rồi nhưng cái yêu cầu của nó là máu của cái địch giảm xuống thì nó mới xuất hiện hào quang bóng tối và anh hút lại. Đây, kỹ năng nổ của cô ta. À, ok, kỹ năng nổ nó thả từ trên trời rơi xuống, bởi vậy nên trúng đồng minh là bị mất máu luôn đó các bạn. Hút máu. Đó, nó hút máu cả đồng minh và sau đó thì đồng minh đã được hồi lại máu các bạn. Đây, nổ. Rồi, kỹ năng hút máu, hồi lại máu. Ở đây thì chúng ta không thấy những con quái này nó bị tích đủ 5 lần khí độc để nó rơi vào trì lạc ảo cảnh rồi các bạn. Đây các bạn, kỹ năng mạnh nhất của cô ta. Các bạn vừa thấy cái kỹ năng 920% sát thương nha. Đó các bạn, ghê chưa? Kỹ năng mạnh nhất của cô ta. Và là một trong những kỹ năng có sức sát thương lớn nhất của AFK Arena từ trước tới giờ. 920% sát thương dựa vào cái kích, dựa vào cái giá trị tấn công của con Scarlet này các bạn. Rất là kinh khủng. Và nó còn có một tác dụng, nó CC nữa các bạn, nó hút cái địch vô trong trung tâm á. Rồi, boom. Ngoài ra thì con này nó có còn một cái tác dụng nữa các bạn. Chúng ta cùng phân tích hết tác dụng của vị tướng này trong team nha. Sức mạnh của con này. Đây thì nó có cái nghiền rũ nè. Nghiền rũ khí độc thì nó sẽ tạo ra cái trì lạc ảo cảnh là cái thụ động. Nó làm cho kỹ địch bị giảm khả năng chữa lành, mất điểm năng lượng. Ngoài ra thì nó còn có một cái nữa là nó số debuff các bạn. Nó số debuff của kẻ địch lên cho đồng minh, nó phục hồi năng lượng. Và cái chiêu này vừa đam vừa to. Và nó còn có một cái nữa là nó hút kẻ địch về trong trung tâm rồi nó kích hoạt phát nổ các bạn. Nhưng mà cái điều kiện kích hoạt của nó là mỗi khi HP của bất kỳ mục tiêu nào trên chiến trường thấp dưới 15%. Tức là các bạn muốn kích hoạt cái kỹ năng của vị tướng này thì chúng ta phải đi kèm với một con tướng nữa có khả năng giật sát thương của kẻ địch rớt xuống 15%. Hoặc là sát thương cơ bản là sát thương tập trung á, lên một kẻ địch sát thương dưới 15% để cho kích hoạt kỹ năng này. Và khi mà nói tới một vị tướng có khả năng giật sát thương xuống dưới 15% thì chuỗi combo của con Ensema là vừa đẹp luôn các bạn. Một phát nổ cả một phát, ai rồi cũng phải chết đi là có thể giật kẻ địch xuống tầm ngưỡng nó sát thương á. Và bây giờ mình sẽ thử vô cái chế độ này cho chúng ta xem nha. À, ngoài ra chúng ta còn có trang bị độc quyền với lại nội thất độc quyền nữa. Xích với lại nội thất độc quyền. Giờ chúng ta sẽ coi xích nha. Bộ ổn định bí ẩn. Xích của cô ấy. Sức mạnh làm chậm. Năng lượng bóng tối quanh quân địch bị trúng kỹ năng tối thượng của Scarlet sẽ phát nổ ngẫu nhiên trong vòng 8 giây. Và quân địch trong phạm vi phát nổ sẽ nhận sát thương tương đương với 150% hiệu quả tấn công của Scarlet. Chung là nó rớt xuống xong nó kích nổ nữa các bạn. Rồi. Xích 10, sức sát thương sẽ tăng lên 180. Ở xích 20, quân địch bị bao quanh bởi năng lượng bóng tối sẽ bị nổ tung khi trúng kỹ năng tối thượng của Scarlet. Ở xích 30, mỗi lần năng lượng bóng tối phát nổ thành công, mục tiêu bị năng lượng bóng tối bao vây sẽ nhận sát thương tương đương 4% máu tối đa. Và sát thương này không thể vượt quá 280% hiệu quả tấn công. Cái 280% hiệu quả tấn công này nó bị giới hạn lại các bạn. Chứ tại vì nó giới hạn cái mốc cao lên giống như cái con Raku là 650 thì nó sẽ thành một con tướng đánh boss mất các bạn. Giới hạn đây là một con tướng gây sát thương theo phần trăm máu tối đa. Tuy nhiên nó bị giới hạn 208 rồi. Nó mà nâng giới hạn này cao lên thì con này sẽ thành một con hot đánh boss luôn. Rồi chúng ta đến với nội thất độc quyền. Mỗi khi Scarlet sử dụng kỹ năng tối thượng vĩnh viễn tăng sát thương của nó tương đương 50% hiệu quả tấn công của Scarlet vào lần sử dụng tiếp theo đến khi đạt ngưỡng là 250. Vào kỹ năng nổ của quái nó cũng gia tăng sát thương này các bạn. Kỹ năng tối thượng sẽ gây thêm 8 đòn tấn công. Wow, nghĩa là nó tới 20 đòn tấn công lẫn các bạn kỹ năng này. Full nó sẽ thả xuống 20 đòn. Rồi chúng ta sẽ xem team nha. Với một con tướng như này thì mình nghĩ cái mà nó cần nhất đó các bạn đó là nó cần bảo kê. Cái thứ nhất, con này cực kỳ cần bảo kê để có thể mà kích
kích nổ được, nhất là cái chiêu gom cái địch lại mà nổ gây 920% sát thương các bạn. Ngoài ra thì kỹ năng nổ của cô ấy thì liên kết hợp với bộ xích cùng với nội thất độc quyền thì khá là mạnh ha. Nếu mà chúng ta chưa tính với nội thất độc quyền với lại xích thì kỹ năng của cô ấy chỉ đơn thuần giống như nãy mình đã nói, còn thêm cái nội thất độc quyền của xích nữa các bạn, nhìn kìa. Cái gì vậy trời? Khi mà ngày mai con này ra mắt chính thức thì mình sẽ lập tức thử nó và mình đem đi đánh thường để chúng ta xem sức mạnh của con này khi đánh trên lực chiến nó như thế nào nha. Để mình đánh mà trên lực chiến các bạn, để xem nó như thế nào. Chứ còn đánh theo kiểu bê nhìn như này thì ảo quá các bạn. Chưa cần giật cái chiêu kia mà thì kia team địch đã không còn một mạng nào rồi. Mình cho Anna đứng bảo kê, cộng với cô ấy được boost bởi con bậc thầy điêu khắc nữa các bạn. Rồi, miễn nhiễm và boost khiên lên rất nhiều. Miễn nhiễm đến từ vị trí của Anna và có luôn cái khiên của bậc thầy điêu khắc ha. Rồi, nổ nào cô bé. Cộng với xích nó nổ này các bạn, năng lượng bóng tối xung quanh những cái đồng minh kia nó bị nổ rất là đẹp. Rồi, ở đây là mình thử cho cô ấy đứng đầu để nhận đam, tuy nhiên đứng đầu để nhận đam kích nổ có vẻ là một cái lựa chọn khá là fail rồi các bạn, không ổn ha. Con này không đứng đầu và nhận đam được, nó chỉ đứng phía sau thôi. Hút máu. Rồi, nổ các bạn. Chuyện gì sẽ xảy ra? Wow, các bạn coi bíp 3 kìa. Với lại respawn, bốc hơi ngay lập tức. Tiếp tục các bạn. Rồi, các bạn có thể thấy ha. Athos nó bị dính cái hiệu ứng á. Athos nó bị dính cái hiệu ứng mà trì lạc ảo cảnh các bạn. Nó bị dính hiệu ứng và nó không có thể làm gì hết, ngồi việc để đứng ngất ngây. Rất là mạnh. Chúng ta còn chờ xem cái kích hoạt cái kỹ năng 920% sát thương các bạn. Wow, nếu mà đi BBB kiểu này thì điều kiện nó kích hoạt cái kỹ năng 920% sát thương có vẻ là hơi khó rồi. Tại vì nó thả chiêu nổ xuống một cái thì gần như team địch chết sạch rồi, còn gì nữa đâu mà nổ đó các bạn. Athos kìa. Rồi xong. Nhà vua của chúng ta bốc màu luôn. Wow. Thật sự đáng nể các bạn. Có thể nói là hệ ánh sáng đã có một con carry thật sự rồi đó. Thật sự lần này là carry rồi đó, hơn hẳn. Mình thề với các bạn, con này nó hơn hẳn Belinda hay là ma nữ gì đó, không bằng gấp đâu các bạn, kể cả Moro ha. Moro lúc trước mình đánh giá rất cao, tại vì cái kỹ năng nổ của nó có kiểu như là hôn mê giống như Mahira, nhưng mà hơi fail cái kỹ năng nó, cái tầm của nó, tầm quét của nó rất là fail. Nói chung là nó quét đi đâu á, nó không có quét vô tướng địch các bạn, nó quét tầm ảnh hưởng rất là ít nên nó không có sử dụng nhiều. Còn con này chơi hết các bạn thấy sức sát thương của nó là kinh khủng rồi. Nhìn đúng thích mắt luôn các bạn. Athos là một con rất trâu. Tuy nhiên khi mà nó kích hoạt cái kỹ năng kia lên thì một phát bùm đã bốc hơi ngay lập tức. Và mình dám khẳng định con này có thể kết hợp team để các bạn leo map được. Có thể kết hợp team leo map được nha các bạn. Nó có cái kỹ năng CC rất mạnh của mình, đó là cho những con kia rơi vào ảo cảnh. Ngoài ra nó có cái kỹ năng kích tới 920% sát thương, rất là đam, rất là to. Các bạn nhìn Athos nó đang bị rơi vào ảo cảnh rồi. Rồi, chắc chắn là vào ngày mai khi mà vị tướng này có mặt chính thức thì mình sẽ thử cho các bạn đi đấu với NPC cho các bạn xem nha. Wow, một con tướng khá là ngon các bạn. Cảm giác tướng này rất là ngon và khá là mạnh luôn. Rồi. Thì video sau thì mình sẽ thử đi cái chạm đau đớn cho các bạn xem luôn. Ở đây nó còn một số cái các bạn chưa clear hết map được. Mình thì mình bữa mình cũng đi được tới đây, xong mình không đi được, không đi nữa thì để mình sẽ clear ha. Mình coi
Còn mấy cái rương các bạn chưa ăn được thì mình sẽ thử đi. Rồi, hẹn các bạn cái video sau đi. Thời lượng video cũng dài rồi. Ok, và video của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt.